bà con và các bạn thân mến, tác đìa, bắt cá hay chất hầm dở chà đều là những cách đánh bắt thu hoạch cá tôm rất dân dã và độc đáo. Nó được xem là một phong tục lâu đời mang đậm nét đặc trưng của văn hóa người miền Tây chúng ta. Và mỗi lần tới cuối tháng chạp hay là vào cuối vụ lúa đông xuân, nghe người nhà gọi việc tắt đìa dở chà thì hầu như ai cũng sẽ nôn nao, đúng không Thủy Tiên? Và bây giờ mình Trí xin mời Thủy Tiên và cũng như quý bà con, chúng ta sẽ cùng với phóng viên miền Tây 24 giờ xem những cuộc tắt đìa chất hầm đầy thú vị này nhé. Một dãy cồn bãi giữa miên man sông Hậu với những bạt bần dày lá là nhiều loài thủy hải sản sinh sôi. Tùy theo kích cỡ, đặc tính, cách di chuyển của mỗi loài, người dân bản địa có những cách đánh bắt hết sức độc đáo như giăng lưới, đóng đáy, thả câu, đăng mé, đặt lợp. Và kiểu không dùng phương tiện nào hết, chủ yếu là tạo ổ để dụ tôm cá vô ở, để rồi khi gió chướng trở ngọn, mặt sông lăn tăn, năm mới sắp sang, xóm làng lại cùng nhau dở chà, chắc hầm ăn Tết. Cuối tháng chạp năm rồi, nhà phóng viên của chúng tôi đã có một ngày ra đồng cùng bà con tắt đìa dở chà thật nhiều thú vị. Tôi đang có mặt ở cồn Lý Quyên thuộc xã Sông Phụng của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Và đây là dòng sông Hậu và tôi đến đây để cùng với bà con ở đây có một kiểu thu hoạch cá tôm rất là tự nhiên để ăn Tết. Đó là dở chà và chất hầm. Hầm nằm ngay bên bờ sông Hậu, chính là vùng nước sâu do bà con đào lấy bùn để bồi trúc đê bao ngăn nước hàng năm mà tạo thành. Công việc này thường được bà con làm vào tháng 3, tháng 4 âm lịch và đó cũng là thời điểm để tạo hầm dụ tôm. Đời ông già tôi còn sống thì ông khui cái hầm như vậy á, bán tôm ha thì mua được 100 giả lúa mùa. Một cái hầm á hả? Một cái đập đó là khui ra bắt tôm bán rồi là lấy tiền đi mua 100 giả lúa mùa về ăn một năm. Nhưng mà sau này thì cái thủy sản hiếm quá đi rồi thì chắc ngoài mé thì nó không còn cá tôm nhiều nữa, do đó bà con đây nhờ cái đập này là để hàng năm móc đất lên để bảo vệ cái đê, là để đê khép kín cho cái cồn, móc sâu vậy á, chúng tôi đây tận dụng là đắp bế cái cửa đập lại. Chất chà, nguồn chà thì đây thu hoạch là chỉ có chà bần chắc là đa dụng nhất vì số lượng nó có nhiều. Thì tới mùa Tết thì muốn khui nước ra kêu chắc hầm á thì bắt tôm bắt cá ăn Tết. Còn đây là hầm của anh Huỳnh Văn Mừng. Ngoài con cháu trong nhà thì hàng xóm cũng tới phụ. Người bơm nước, kẻ dở chà, vén lục bình. Một kiểu vần công, bữa nay bắt cho anh, ngày mai tới tôi, rất đáng quý của bà con nông thôn. Và sau gần 4 tiếng quậy đục nước, lội sình ngâm mình, công đoạn thu hoạch hoàn tất. Ngoài bờ sông, vợ chồng anh Mừng neo sẵn chiếc ghe để đựng thành quả. Cái tôm này là mình bán, nếu như mình đi bán thì giá phải nhiêu? Tôm nhất là mình bán 400 ký. Cũng được mà lắm, lắm là 100 ngàn. Cỡ 100 ngàn. Địa này là năm nay mới làm năm đầu tiên à. Trước khi con chủ hầm xem chiến lợi phẩm thì một tốp vân công đã tự thưởng cho mình món tôm nướng lá chuối khô, giống như ở miệt đồng là cá lóc trùi nướng rơm. Cái này là anh em vừa bắt dưới hầm lên nè, rồi đầu nướng luôn. Giống như nếu mà ở chỗ đồng ruộng thì cá lóc nướng chui thì nướng với rơm. Còn ở đây thì anh em là nướng bằng lá chuối. Ngon thiệt, tôm tự nhiên, nhỏ nhưng mà rất là ngon, ăn thịt rất là ngọt. Và bây giờ tháng 2 âm lịch sau vụ lúa đông xuân, lúc này nước trên đồng cũng vừa cạn và cá thì đã ngược dòng về một chỗ. Như một tập quán canh tác, cùng với việc thu hoạch lúa là ngày hẹn tác đìa. Con cháu ở xa kéo nhau về, xóm giềng cận kề cũng sang tiếp giúp. Các đàn ông thanh niên thì trầm mình dưới ao bắt cá đem vào nhà. Trên bờ các dì phân loại, lớp để bán, để ăn, làm khô, làm mắm và chia cho anh em xóm giềng. Tất cả đều tất bật và rộn rã tiếng cười của ngày tác đìa bắt cá. Là nhà nước có chương trình là cá lúa, cho nên động viên bà con mình cùng nhà nước múc cái vuông này cho mấy anh em về hưu. Rồi sau khi tôi kiên trì lúc đó là múc 2-3 đường kinh tôi mới sổ 4-50 đường nước ra, rồi làm hôm cho cá vô nó không được ra, đó là cá đồng. Đó là mỗi năm thu hoạch từ mới thì bị phèn quá cũng 5-7 triệu, rồi mấy năm sau từ 15-20 triệu, thấy mê luôn. Cái cá con mà 2 kg, từ 1 kg rưỡi 2 kg là với nửa kg được bình thường, hàng trăm kg đô cá lóc vậy, lóc đồng, cá thác lát, cá rô biển, đủ thứ cá.
Đó là ghi tác là thường thường cái tháng này thì con cháu tụ tập trung về gặp nhau mừng ăn uống rồi vui chơi vui vẻ. Và trong khung cảnh này dĩ nhiên không thể thiếu món cá lóc nước trôi, một món ăn từ thời khẩn hoang mang đặc trưng của đất phương Nam. Ở đây còn có thêm cá rô, cá trê nướng rơm, nướng mọi. Trái bếp bên hồng nhà cũng bốc lên mùi thơm của nồi nước lèo với mắm sặc được ủ từ mùa tác địa năm ngoái.